đứng từ bờ trên cơ ngực lớn đến trên đầu cầu. Trên đầu cầu thì từ ngang cái chỗ này có khuỷu á, đang khoảng cỡ 3 đến 4 phát ngón tay, thì gãy tất cả đường gãy nằm trong phạm vi đó thì đều gọi là gãy thân xương ngón tay. Còn phía trên đó thì gọi gãy đầu trên xương ngón tay, và ở phía dưới thì gọi gãy đầu dưới xương ngón tay. Thì các cách điều trị của các cái vị trí gãy này khác hoàn toàn với nhau, cho nên người ta chia ra phân nhóm ra thành xương ngón tay thành ba phần như vậy: đầu trên, thân và đầu dưới. Ở cách điều trị và cách bệnh lý của thân xương ngón tay nó khác hoàn toàn với hai cái vị trí kia, cho nên người ta góp chung như một bài, đưa riêng ra một bài. Về tỷ lệ thì một nó chiếm 11 đến 3% các loại gãy xương, tỷ lệ khoảng cỡ 60 đến 6 60 trên 600 nghìn dân, chủ yếu là gặp ở người trưởng thành. Và tỷ lệ gãy này nó khoảng 8-19% gãy thân xương dài. Dài là những xương cánh tay, xương cẳng tay, xương đùi hoặc xương cẳng chân. Về tỷ lệ thường gặp thì gặp một gãy một ba giữa là chiếm tỷ lệ nhiều nhất, nguyên nhân chủ yếu là do chấn thương trực tiếp. Và cái cách điều trị hiện tại rất nhiều cái phương án điều trị, và vì sao có nhiều phương án điều trị chút nữa sẽ nói sau. Cái phương án điều trị hiện tại ở bệnh viện Đà Nẵng là chủ yếu là phẫu thuật căng xương. Tuy nhiên một số nơi ví dụ như bệnh viện Trung ương Huế thì người ta lại ưu tiên về cái điều trị bao toàn bó bụng hơn, hoặc là một số bệnh viện trong Sài Gòn người ta vẫn ưu tiên điều trị phẫu thuật không không phẫu thuật, điều trị bao toàn nhiều hơn. Và cái quan điểm điều trị hiện tại cũng còn đang tranh cãi giữa các phẫu thuật viên, và tùy quan điểm tùy tùy điều kiện của mỗi cái cơ sở điều trị mà người ta chọn phương án điều trị là phẫu thuật hay điều trị bao toàn. Sơ qua một chút về giải phẫu thì cái này học ở hội một rồi, chỉ nói lại một chút về một số cái đặc điểm cần chú ý ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái chỉ định điều trị của gãy xương cánh tay. Thì xương cánh tay nó hình trụ tròn ở trên, nó dẹt dần xuống phía dưới, và khi đến gãy phía 1/3 dưới thì bắt đầu nó bẹt dần, và đến sát cái trên đầu cầu thì nó tạo thành một cái hình hình dẹt không có lồng tủy. Chính vì vậy những đứa trẻ trẻ em thì khi mà trẻ té chống tay thì nó thường gặp là gãy trên trên đầu cầu, tức là ngay cái chỗ vị trí mà xương cánh tay nó dẹt ra, thì đó là cái điểm yếu của xương cánh tay. Và nó, con nít thường hay gặp gãy trên đầu cầu là vì vậy. Và một cái đặc điểm cần phải lưu ý ở trên xương cánh tay đó là cái gì? Cái rãnh thần kinh quai đây, vị trí này ở trên trên hình thì mấy bạn sẽ không thấy rõ, tuy nhiên nếu mà mấy bạn khi học cầm trực tiếp trên xương á, thì bạn sẽ thấy được cái rãnh này. Cái rãnh thần kinh là thì nó do cái thần kinh quai nó chạy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, và khi đi từ trên xuống dưới như thế này á, nó áp sát vào cái thân xương cánh tay, nó tạo thành cái rãnh gọi là rãnh thần kinh quai, nằm ở 1/3 giữa dưới. Và khi thần kinh quai đi xuống dưới từ phía sau ra phía trước, và vì vậy cái vị trí mà xương cánh tay nằm, thần kinh quai nằm sát cái thần xương cánh tay như thế này, những bệnh nhân bị gãy thân xương cánh tay, đặc biệt ở vị trí gãy 1/3 giữa dưới, thì cái đầu xương nó hay chập thủng cái thần kinh, gây ra tổn thương thần quai và biến chứng gây ra liệt thần kinh quai. Vì vậy gãy thân xương cánh tay tỷ lệ liệt thần quai gặp tương đối là khá thường gặp. Thì lâm sàng của gãy xương thì nó gần như không khác gì những cái triệu chứng ở vị trí khác. Thì bệnh nhân cũng có sưng, đau bầm tím, mất cơ năng. Cơ năng ở đây là bệnh nhân giảm hoặc giảm vận động, giảm chức năng của cái chi đó do đau. Nhân gãy xương cánh tay thì bệnh nhân không thể cử động cái tay bình thường được, ta gọi là giảm hoặc mất cơ năng. Đau chói tại chỗ, đau chói tại chỗ gãy. Mà cái triệu chứng, những triệu chứng như biến dạng, gập gấp, ngắn chi, cử động bất thường, những cái tiếng lạo xạo xương, đây là những cái triệu chứng mà gọi là triệu chứng chắc chắn gãy xương. Còn những triệu chứng như sưng, đau, bầm tím, mất cơ năng thì gọi là triệu chứng không chắc chắn gãy xương. Tuy nhiên đi lâm sàng bạn sẽ không gặp được những cái triệu chứng ví dụ như tiếng lạo xạo xương hoặc cử động bất thường, vì khi đến khi bệnh nhân vào mấy bạn khám được thì những cái triệu chứng đó bệnh nhân đã được cố định tạm thời rồi, mấy bạn sẽ khám được. Hoặc nếu khám được bệnh nhân rất là đau, nên gần những bạn sẽ không khám được lâm sàng. Đây là cũng một cái mà mấy bạn khi làm bệnh án cần phải lưu ý. Với bệnh nhân nào mình vô làm bệnh án mình cũng ghi bệnh nhân là có những cái triệu chứng như cử động bất thường hoặc tiếng lạo xạo xương nha. Những cái ghi như trong sách nó ghi như vậy thì nó không đúng, và khi làm bệnh án nó sẽ sai. Khi anh hỏi thì anh sợ nếu bạn ghi những cái triệu chứng đó vào cái bệnh án thì sẽ
đó là mình biết chắc chắn đó là bịa rồi, thì bệnh án nó sẽ chấm không được điểm. Tuy nhiên cái lâm sàng, ngoài cái lâm sàng ra thì cái quan trọng nhất trong cái triệu cái gãy thanh xương tay không phải là cái triệu chứng gãy xương tay, mà cái bạn cần phải phát hiện đó là cái tổn thương thần kinh và tổn thương mạch máu. Vì cái tổn thương thần kinh như đã nói đây là tổn thương gì? Tổn thương thần kinh quay. Vì cái xương thần kinh quay đi sát xương, cho nên khi bị gãy xương thì cái đầu xương có thể chặt ra gây ra tổn thương đứt hoặc là đụng dập cái thần kinh gây ra triệu chứng liệt thần kinh quay. Và thứ hai tổn thương mạch máu thì cái xương mới chặt vô cái thần kinh cánh tay, cái mạch máu, cái động mạch nách, động mạch cánh tay gây ra triệu chứng tổn thương mạch máu là bệnh nhân mất, có gì mất mất mạch quay hoặc trụ ở cổ tay. Thì khi khám những bệnh nhân, bất cứ một bệnh nhân dạ alo thầy có đang nói không thầy? Alo. Dạ lỗi thằng em này. Được chưa? Về ngay đây thầy. Dùng cái phần mềm này thì lại cũng không hiện lên chỗ mà xe mà dùng trực tiếp đây nó mới được. À, được chưa? Được chưa con? Mình nghe nè. Dạ dạ em thấy thấy bài này. Tiếp tục vậy. Nãy nói rồi. Thì khi mà mấy bạn khám những cái bệnh nhân gãy xương cánh tay, không phải là mình khám tập trung vô xương gãy, không phải là xác định cái triệu chứng mà có gãy xương hay không có gãy xương, có triệu chứng chắc chắn hay không chắc chắn gãy xương, mà mình phát hiện được những cái tổn thương thần kinh mạch máu đầu tiên. Thì những cái tổn thương thần kinh mạch máu là những cái tổn thương mà nó mang tính sống còn, không phải đối với cái gì đó. Nếu trường hợp bệnh nhân mình chỉ chăm học chẳng mua cái chuyện mà có gãy xương hay không mà không phát hiện được những tổn thương thần kinh mạch máu, thì đôi khi bệnh nhân sẽ bị hoại tử chi, tắc mạch gây hoại tử chi, sau đó tháo hết. Nên cái đầu tiên của bạn cũng như bạn không phải là khám để phát hiện được cái xương cánh tay nó gãy hay không gãy, mà phát hiện đầu tiên là mình kiểm tra thử cái mạch máu nó còn hay không, mạch quay mạch trụ bắt được không, thần kinh quay có gì không, thần kinh trụ thì không, thần giữa thì không. Thì
khám như thế nào, khám đối với từng thần kinh thì mình khám triệu chứng vận động cảm giác như thế nào và tổn thương mạch máu mình khám như thế nào, thì các bạn sẽ nên bạn tự đọc. Và vì vậy em có hỏi thi thứ sáu mà hỏi bệnh nhân tổn thương mạch mù, tổn thương động mạch chạy trước và động mạch chạy sau thì bắt mạch chỗ nào mà bạn không biết. Và ngoài cái chuyện khám lâm sàng ra thì triệu chứng, ngoài triệu chứng đó ra thì sử dụng triệu chứng cận lâm sàng là cái gì bạn cũng biết. Vậy thì cái đó thì mình cho phép là được, đúng không? Để hỏi thử là trưởng, nếu mà bây giờ nếu bệnh nhân bị, em nghĩ đến bệnh nhân tổn thương đến động mạch cánh tay thì em dựa vào triệu chứng gì trên lâm sàng và cận lâm sàng sử dụng những cái biện pháp, cái phương tiện nào? Dạ thầy, tổn thương động mạch cánh tay thì dưới động mạch trụ, động mạch quai có thể bắt không được. Dạ. Dạ là động mạch ở phần hạ lưu thì sẽ có bắt hoặc là bắt không được. Còn còn cận lâm sàng thì có thể là mình siêu âm phổ Doppler thì mình sẽ Xong thấy được siêu Doppler thầy. rồi. Rồi, ok. Rồi. Thì đó là những cái câu mình nghĩ là nó rất là cơ bản. Y3, Y4 người ta nắm được rồi, rồi Y6 rồi nội thì có một bạn không nói được. Hỏi là sử dụng cái cận sàng gì thì bạn kể là dùng công thức máu. Anh chả hiểu vì sao không đọc ở đâu ra dùng công thức máu phát hiện được cái bệnh nhân tổn thương cái động mạch. Thì trường hợp nó mình cho điểm rất là thấp. Thì bạn lưu ý thì tất cả những cái khi mà bạn làm trong hồ sơ bệnh án, làm bệnh án để hội thi, tất cả những gì bạn ghi vào hồ sơ, ghi vào bệnh án thì bạn trả lời được và giải thích được. Đừng có ghi theo những cái lối mòn của sách, nhiều sách ghi tổn thương không có, bệnh nhân không có rối loạn vận động cảm giác nên anh không nghĩ tới liệt thần kinh. Vậy thì liệt thần kinh ở đây khi anh hội thi anh sẽ hỏi liệt thần kinh ở đây liệt thần kinh gì, anh không phát hiện cái rối loạn vận động cảm giác là rối loạn như thế nào. Nha, em là gì? Sơn nghe, Sơn là lớp trưởng lớp 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 IA. Dạ em lớp A. Lớp B là ai? Dạ có bạn Lê Văn Nguyên. Dạ em đây. Rồi, em có biết về cái tổn thương thần kinh quai không? Dạ dấu hiệu của cò lắm. Ừ, thì của cò rồi thì nó cũng cũng có biết là được rồi, tức là khi mình phát hiện những cái tổn thương, ví dụ như tổn thương thần kinh, tổn thương mạch máu, ví dụ trong trường hợp này tổn thương mạch máu khi người ta hỏi khi làm bệnh án hội thi hoặc là khi hội thi ví dụ nhanh hỏi là triệu chứng lâm sàng là gì thì các bạn không, đầu tiên mình phải nói là cái chuyện gì coi thì cái nhiệt độ chi nè. Những bệnh nhân mà bị tổn thương mạch máu thì cái chi đó nó sẽ lạnh hơn, da nó có thể nhợt nhạt hơn nha. Rồi sau đó nếu mình bắt mạch thì sẽ có mạch, một số trường hợp nó vẫn có mạch nhưng mạch nó sẽ yếu thì răng thì có những cái cung cung nối qua cái chỗ tắc cùng mà mạch hệ nha, cung nối qua chỗ tắc thì một đôi khi mạch vẫn có nhưng mà nó sẽ bắt yếu hoặc là không bắt được mạch. Thì khi đó sau đó mình mới sử dụng áp dụng những cái phương án cận lâm sàng, ví dụ là Doppler hoặc CTI, tức là bơm thuốc cản quang vào trong động mạch đó và mình chụp. Nếu mà nó tắc hoặc mạch bị đứt tắc mạch đó, thì nó sẽ không có thuốc cản quang chạy xuống dưới, thì khi đó mình chẩn đoán là tắc mạch, lúc đó ưu tiên tập trung xử lý cái mạch máu đó chứ không phải là để chẩn đoán và xử lý cái xương tay nhớ. Rồi đó là cái lưu ý quan trọng nhất trong cái bài là khi phát hiện cái khám cái bệnh nhân gãy xương cánh tay không phải là phát hiện được cái xương gãy mà phát hiện được cái tổn thương thần kinh mình có. Và khi cái bài làm đáng thi cũng phải lưu ý cái này, anh sẽ hỏi rất là kỹ về chỗ tổn thương thần kinh mạch máu. Nếu các bạn làm cái bài gãy xương cánh tay thì các bạn khám cho được tổn thương cánh quai và khám cho được cái tổn thương mạch máu nhớ. Đó là một cái câu hỏi lấy 3 điểm trong cái bài mà gãy xương cánh tay nếu anh hỏi thi cho các bạn. Rồi, đây là một triệu chứng của nhân liệt thần kinh quai. Thần kinh quai nó chạy từ cái trên xương cánh tay chạy ra phía trước và đi qua cái chỗ này có khuỷu, sau đó vòng ra phía sau. Nó vòng vòng ra phía sau chi phối phân chia cho các nhánh vào cái cơ ở vùng mặt sau của cẳng tay. Toàn bộ khối cơ ở mặt sau cẳng tay nó làm cho một cái động tác là gì? Vũ.
duỗi cổ bằng tay, duỗi đưa vào những cái cơ, duỗi cổ bằng tay, được chưa? Duỗi cổ tay trụ, duỗi cổ tay quay. Rồi cái thứ hai là cơ duỗi ngón cái, rồi duỗi chân các ngón. Đó, chính vì vậy khi bệnh nhân bị liệt thần kinh quay thì toàn bộ khâu cơ duỗi phía sau này mất, mất. Tay, duỗi ngón cái. Về vị trí cảm giác thì sau khi nhận, sau khi nhận vòng, trước khi nhận vòng ra phía sau thì thần kinh quay nó chia cho ra một nhánh gọi là nhánh nhánh năm này, chạy ra ra phía trước đi cùng là mạch quay và vòng vòng sau đó xuống 1/3 dưới cẳng tay thì vòng ra phía sau tạo thành cái nhánh vận động của thần kinh quay, nó chi phối với cảm giác da ở vùng ngón một ngón hai của mu bàn tay. Đây chính là cái vị trí mà đặt chân của thần kinh quay. Khi mình khám thần kinh quay và bệnh nhân nói tê và mất cảm giác vùng này thì mình phải nghĩ đến đầu tiên là bệnh nhân liệt thần kinh quay, và có một cái vị trí gọi là cái khe ngón 1-2, là vị trí chỗ này, khe ngón 1-2 là cái vị trí mà gọi là đặc thù của thần kinh quay. Nếu mà bệnh nhân bị mất cảm giác ở đây nhé thì chẳng đoán xác định là tổn thương cái nhánh cảm giác của thần kinh quay rồi. Còn bởi vì sao mình không chọn ra vị trí vùng này, vì những cái vị trí này thì nó còn chi phối, do chịu chi phối của thần kinh trụ nữa, cho nên đôi khi bệnh nhân bị tổn thương nhánh năm thần kinh quay rồi đó, tổn thương thần kinh quay rồi nhưng bệnh nhân cái cảm giác da ở vùng ngón ba ngón bốn này nó vẫn có, gọi là những vùng giao thoa thần kinh, cho nên nó sẽ không đặc trưng cho cái thần kinh quay. Vì vậy khi khám cảm giác thì mình khám vị trí là kẽ ngón 1-2, được chưa? Và bệnh nhân vì bệnh nhân liệt cái duỗi, cho nên bệnh nhân tạo thành tư thế gọi là tư thế bàn tay của u cò. Đây, các bạn lưu ý một cái nữa là khi mà duỗi thì nó chỉ mất duỗi duỗi cái đốt gần thôi, bệnh nhân mất duỗi đốt gần nha, duỗi đốt gần các ngón, còn duỗi đốt giữa và đốt xa bệnh nhân vẫn duỗi được. Vì sao? Vì duỗi đốt giữa và đốt xa là do thần kinh trụ chi phối cho cơ dung và cơ gian cốt nó duỗi ra, chính vì vậy bệnh nhân không duỗi được đốt gần nhưng mà bằng thẳng được ngón tay do duỗi được đốt giữa và đốt xa. Lưu ý cái vị trí đó thì cái đó hơi sâu rồi, cho nên mấy bạn chỉ cần chú ý thôi để biết thôi, thì cũng còn hỏi sâu rồi chỗ đó rồi. Về triệu chứng cận lâm sàng thì chủ yếu là dựa vào phim X-quang qua hai bệnh viện, qua hai khớp là mình có thể phát hiện được cái tổn thương của tổn thương thần kinh quay, tổn thương xương đẩy xương cánh tay rồi. Thì các bạn chú ý là cái phim mình phải chụp lấy được qua hai khớp và hai bệnh viện là thẳng và nghiêng. Từ cái phim X-quang mình sẽ đánh giá được vị trí trên giữa dưới và đường gãy, là tính chất của đường gãy như gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn, nhiều tầng phức tạp hoặc di lệch sang bên ngắn và góc xoay. Đây là cái phần mà mấy bạn sau khi làm bệnh án ở phần cận lâm sàng, mấy bạn phải làm mô tả thật kỹ về cái tính chất của đường gãy trong cái bệnh án của mấy bạn. Trong cái bệnh án làm chấn thương thì mấy bạn phải đặc biệt chú ý đến cái chuyện mà miêu tả phần X quang của cái bệnh án, nó cũng tương tự giống như là mấy bạn miêu tả cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh nhân vậy. Thì lưu ý mình phải nói được cái vị trí ổ gãy, tính chất của đường gãy và cái tính chất di lệch của đường gãy. Ngoài ra thì ngoài X-quang ra mình có thể thêm là dịch CT scan, MRI trong những trường hợp như gãy xương bệnh lý để phát hiện những cái trường hợp mà khối u nó xâm lấn qua phần màng xung quanh. Ngoài ra thì có thể làm siêu âm Doppler chụp mạch điện cơ đối với những trường hợp mà nghi ngờ tổn thương mạch máu và thần kinh. Về phân loại thì mình chủ yếu phân loại vào dựa vào thứ nhất là có thể là phân loại vào vị trí ổ gãy như gãy một cánh tay hoặc là vị trí dưới, hoặc kiểu gãy như gãy ngang chéo phức tạp. Bệnh nhân có thể chia ra hai nhóm là nhóm gãy kín, gãy hở và những cái tổn thương kèm tổn thương thần kinh mạch máu, ví dụ gãy xương cánh tay, biến chứng liệt thần quay hoặc là tổn thương cánh tay biến chứng là tắc mạch động mạch quay, hoặc là gãy hở độ 1, độ 2 gì đó, gãy xương cánh tay, gãy hở xương cánh tay độ 1, độ 2 gì đó. Về vị trí, cái vị trí ổ gãy nó sẽ quyết định cái chuyện mà di lệch, và cái mức độ di lệch nó sẽ định cho cái tính chất của cái chuyện mà bệnh viện bảo tồn.
có những vị trí mình điều trị bảo tồn, mình bó bột tư thế dạ, có những điều cách những vị trí mình điều trị tư thế trung gian, và có vị trí mình điều trị tư thế thư tay khép. Thế bạn nhìn cái cách vị trí của cơ bám, mà từ đó mình định hình ra được cái cách mà cổ gãy nó di lệch. Nhất là cái ba cái vị trí gãy, mình ví dụ như gãy ở bờ ở phía trên cơ ngực lớn, thì cái đầu trên này á do những khối cơ ở vùng 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 vai nó sẽ kéo lên trên và ra ngoài, còn cái đầu dưới đầu đầu xa nó sẽ do cơ ngực lớn kéo vào trong tạo thành cái di lệch xa. Chính vì vậy khi mình bệnh nhân mà gãy vị trí một vùng tay này thì khi bó bột tư thế bệnh nhân phải là tư thế dạng. Tất cả trường hợp bó bột là mình bó nắng cái đầu xa đi di lệch theo đầu gần, tức là khi nắng thì cái đầu dưới này nó phải di lệch theo, phải nắng theo cái đầu đầu gần, tức là cái tay nó dạng ra thì nó hai cái đầu cổ gãy nó mới chạm vào nhau được, thì cái đầu xương nó mới liền được. Và cái thứ hai là cổ gãy là trên trên cơ delta và dưới cơ ngực lớn, cái đầu trên này sẽ do cơ ngực lớn kéo lên, còn đầu dưới đầu xa thì do cơ delta nó kéo sát ngược lên trên tạo ra gì di lệch cầm ngã. Yeah. Và cuối cùng là bệnh nhân gãy dưới cơ delta thì cái đầu đầu trên này nó ở tư thế tương đối trung gian, còn đầu dưới này thì do những cơ cánh tay nó sẽ kéo chặt vào trong hố nách. Rồi các bạn, đây cũng là một câu hỏi trong hỏi đi lâm sàng, tùy cái vị trí anh sẽ hỏi, ví dụ như là đối với trường hợp bé ba trên thì cái đầu đầu xương nó sẽ di lệch như thế nào, và mình sẽ bó bột theo cái tư thế như thế nào cho phù hợp với cái được đường gãy. Nên bạn chú ý cái này, đọc xong rồi suy ngẫm tập nó mới hiểu được. Đây. Về điều trị thì như lúc đó ban đầu anh nói là điều trị gãy xương tay thì nó có nhiều cái trường phái, có thể là điều trị bảo tồn, điều trị phẫu thuật. Hiện tại hai cái trường phái này nó gần gần ngang nhau tùy cái điều kiện và cái quan điểm của một phần viên. Vì sao? Vì điều trị bảo tồn á thì cái tỷ lệ xuyên xương cũng rất là cao, từ 90 đến 100% bệnh nhân, và tránh được cái biến chứng do phẫu thuật gây ra. Ví dụ như bệnh nhân có những cái bệnh lý nội khoa mà không thể phẫu thuật được thì người ta ưu tiên điều trị bảo tồn. Ngoài ra có một cái điều trị bảo tồn nó không được, nó không nó sẽ bắt làm cho bệnh nhân phải bị bất động lâu, cứng khớp teo cơ loạn dưỡng, và tổn thương mình có thể nó xảy ra cái tổn thương thần kinh mạch máu trong khi nắng. Vì sao mà cái xương cánh tay người ta ưu tiên điều trị bảo tồn? Bởi vì một cái ở đây là cái xương cánh tay nó cái mức độ di lệch cho phép nó rất là lớn, về mức độ gập gấp trước sau là 20 độ, gập gấp vào trong và ra ngoài khoảng 30 độ, xoay 15 độ và trong nắng ít hơn 30 cm. Thì sao? Vì cái xương cánh tay nó có khớp vai nó phục bù trừ, khớp vai là một khớp có mức độ di động lớn nhất của cơ thể. Chính vì vậy cái xương cánh tay nó có di lệch một phần đi nữa thì cái khớp vai bù trừ được. Chính vì vậy khi bệnh nhân gãy xương cánh tay mà cái can lệch nằm trong giới hạn này thì cái khớp vai nó bù trừ, cho nên chức năng của bệnh nhân gần như không thay đổi. Vì cái mức độ cho phép di lệch cho phép lớn như vậy cho nên mở rộng cái điều trị bảo tồn ra. Còn đối với những xương khác, ví dụ xương cẳng tay, xương đùi, xương cẳng chân thì mức độ di lệch rất là nhỏ, trong ngắn khoảng dưới 1 cm, trên 1 cm là chỉ định mổ rồi, hoặc là xoay từ 5 đến 10 độ là phải mổ rồi. Cho nên những cái xương khác, cái xương cẳng tay, xương cẳng chân thì chủ yếu là điều trị phẫu thuật. Riêng đối với xương cánh tay thì điều trị bảo tồn nó cũng tỷ lệ khá là lớn. Về cái phương pháp điều trị bảo tồn thì có nhiều phương pháp, thì trong đó thứ nhất là cái bó bột cánh tay treo. Thì bệnh nhân được bó bột cánh tay treo là như thế này, mình dùng cái sức nặng của cái bột và cái cánh tay để kéo thẳng cái đầu xương xuống, thì khi cái trọng lực nó sẽ kéo đầu xương để tránh cái di lệch chồng ngắn, và ngoài ra có thể kéo thêm cái tạ 2 đến 3 kg treo ngay vị trí cái chỗ khuỷu tay này để móc xuống. Thì khi móc xuống như vậy trong vòng cái chỗ này không phải 8-10 tuần mà anh sửa bên kia mà bên em chưa kịp sửa này, mình móc dưới khuỷu khoảng từ ba trong vòng 3 tuần, tay bệnh nhân tư thế thẳng đứng hoặc ngửa thẳng đứng, thì mình kéo trong vòng 3 tuần như vậy để chỉnh sửa được cái di lệch chồng ngắn, và sau đó chuyển qua cái bột chức năng thêm 6 tuần nữa, tổng cộng 9 tuần thì bệnh nhân liền xương. Về hạn chế thì cái bột cánh tay treo này bệnh nhân phải ngồi liên tục, mà cái thời gian sử dụng kéo dài có thể dẫn đến teo cơ cứng khớp và đôi khi loạn dưỡng. Và một cái phương án nữa là đai bột chức năng, đây là một cái mà tương đối hiện đại,
dễ chịu cho bệnh nhân và ít gây ra những cái biến chứng khác. Đây là một cái, nhưng mà tuy nhiên cái đài bột chống nắng này nó rất là đắt, và hiện tại cũng có nhiều nơi có đâu, chỉ ở Sài Gòn có một số bệnh viện lớn mới có mà. Thì nó có, nó vừa giữ được cái xương cánh tay nhưng mà nó cái khuỷu tay bệnh nhân mà nó cử động được, chính vì vậy nó không gây ra cứng khớp, không gây ra teo cơ. Về điều trị phẫu thuật thì cái chỉ định điều trị phẫu thuật có rất nhiều cái. Thứ nhất, dựa vô tính chất của gãy thì bệnh nhân có thể là do bảo tồn thất bại, tức là sau khi nắng chỉnh điều trị bảo tồn bó bột nó lệch ra cái khỏi, vượt quá cái mức độ di lệch cho phép, ví dụ như xoay trên 15 độ hoặc góc trên 30 độ hoặc là nắng trên 3 cm thì bắt buộc mình phải mở ổ gãy ra để mình nắng chỉnh lại. Hai là bệnh nhân gãy nhiều tầng, tức là gãy hai đoạn xương, ba đoạn xương, gãy nội khớp, gãy từ cái ổ gãy, nó gãy từ thân xương ngón tay xuống đến liên quan tới khớp. Và tiếp theo là bệnh nhân gãy bệnh lý, tức là bệnh nhân có u xương và vô tình té ngã trong tay gãy u xương thì bắt buộc mình phải mổ để mình kiểm tra luôn cái u đó, xác định là những bệnh để coi thì cái u đó là u loại gì. Ngoài ra thì dựa vô tính chất liên quan của u gãy như gãy hở, thì gãy hở là bắt buộc mổ trong tất cả các trường hợp gãy xương rồi. Bệnh nhân có tổn thương mạch máu thì bắt buộc mổ, mổ để làm gì, để tái tạo lại cái mạch máu, và cuối cùng là, và bên cạnh đó thì mình mổ cái xương này luôn. Bệnh nhân liệt đám rối, vì sao bệnh nhân liệt đám rối thì phải mổ, mổ để nhân tập phục hồi chức năng sớm. Tất cả những trường hợp liệt đám rối thần kinh cánh tay đều phải mổ, sau khi mổ xong thì chuyển qua bệnh nhân qua phục hồi chức năng để tập tránh teo cơ cứng khớp, chờ cái thời gian chờ cho cái cơ đó nó không bị teo cơ, nó loạn dưỡng, và chờ cái ngày mình phẫu thuật để tái tạo lại cái đám rối thần kinh cánh tay. Ngoài ra thì có những cái trường hợp đặc biệt như gãy cẳng tay cùng bên, gãy vai khuỷu cùng bên, gãy hai tay, gãy chi dưới, một cái toàn thân, và dựa vào cái tính chất toàn thân như đa chấn thương không, và bệnh nhân không muốn bảo tồn béo phì. Bệnh nhân cái tính chất bệnh nhân không muốn bảo tồn này là thật là cái yếu tố không quan trọng nhưng thành ra quan trọng. Một số bệnh nhân người ta không chịu được cái chuyện mà người ta bó cái tay trong vòng tháng rưỡi, 2 tháng, người ta không chấp nhận chuyện đó, người ta muốn mổ xong, sau khi mổ xong khoảng tuần 10 ngày ổn định người ta cử động làm việc lại bình thường, nên người ta không muốn điều trị bao bột thì mình sẽ mổ theo yêu cầu. Về cái kỹ thuật mổ thì có nhiều cái phương pháp, có thể bằng đập vít, đinh nội tủy hoặc dùng phương pháp là cố định ngoài. Những cái phương án này, cái phương tiện này thì mấy bạn đi lâm sàng thì anh sẽ chỉ trực tiếp lên lâm sàng để các bạn thấy. Hiện tại cũng có mấy ca đặt cố định ngoài trên khoa, có một ca đặt cố định ngoài khoa rất là hiếm. Anh làm ở bệnh viện nắng khoảng cỡ 6 năm nhưng mà bây giờ là ca thứ hai là cố định ngoài. Thì cố định ngoài trong những trường hợp nào, trường hợp là gãy thở phức tạp hoặc gãy thở độ 3A trở lên. Nếu mình đặt cái xương bên trong thì nguy cơ nhiễm trùng, hoặc là bệnh nhân mổ cái xương bị nhiễm trùng, bây giờ tháo phương tiện ra thì mình đặt cố định ngoài để tránh nhiễm trùng, chờ cái vết thương nó ổn định, sau này mình sẽ chuyển vào cái xương bên trong. Về phẫu thuật cái xương đập vít thì đây là những phương tiện cái xương đập vít đó, có thể bằng nẹp khóa này gọi là nẹp khóa này đó, đây là nẹp khóa này. Nẹp khóa là như này, nẹp khóa là sau khi mình bắt vít thì con vít với cái nẹp này nó khóa cứng lại với nhau, bạn cứng lại luôn. Còn cái nẹp này nẹp bình thường này, nẹp tăng áp bình thường này, nẹp vô cho một con vít và cái nẹp nó có khoảng hở cho nên nó không có cứng. Thì nẹp khóa áp dụng trường hợp gãy hở gãy phức tạp, gãy xương vụn nhiều mảnh và gãy xương trên những bệnh nhân lớn tuổi, người già thì cái nẹp nó sẽ vững chắc hơn. Thì một cái nẹp khóa này nó có giá thành nó gấp khoảng cỡ mười mấy lần so với nẹp bình thường này. Nẹp bình thường nó khoảng cỡ 1 triệu được mấy cái, một cái này có thể lên tới mười mấy 20 triệu một cái nẹp khóa. Về ưu điểm của phẫu thuật nẹp vít, cái xương bằng nẹp vít thì đó là một cái phương án mà điều chỉnh nắng chỉnh hoàn chỉnh nhất cái đoạn xương gãy, mình mở gãy ra mình nắng lại từng mảnh xương cho nên nó sẽ là hoàn mỹ nhất đối với cái chuyện, đối với cái chuyện mà đã cấu trúc xương gãy về lại nhảy phẫu ban đầu. Mà một cái nữa là bệnh nhân tập bằng một sớm, sau khi nắng chỉnh mổ xong thì bệnh nhân có thể tập vật lý trị liệu hoặc phục hồi chức năng ngay sau mổ được, và tỷ lệ liền xương khoảng từ 92 đến 98%. Tuy nhiên có một cái nhược điểm là gì, nhiễm trùng, mà có thể một số bệnh nhân có giới hạn vận động do mình bóc tách cơ nhiều, và cái mà
đáng sợ nhất trong trường hợp mà phẫu thuật ép xương, mà ép xương chúng ta là gì? Liệt thần kinh quay. Đó là bệnh nhân trước mổ bệnh nhân không liệt, nhưng mà trong quá trình bóc cấp để đi vào đường mổ hoặc nắn chỉnh xương thì mình làm tích nên làm đụng chạm đến cái thần kinh quay. Mình coi ví dụ như đường mổ ngoài là gần như bộc lộ thấy thần kinh quay này, đường mổ sau là gần như đi ngang qua thần kinh quay này, thì nó gây ra liệt thần kinh quay, là khó để giải thích cho bệnh nhân cái vấn đề này. Bệnh nhân trước mổ không liệt, sau mổ liệt thì rất khó ăn nói với bệnh nhân, cũng rất khó giải thích cho bệnh nhân. Mặc dù lý lẽ người ta nói biến chứng liệt thần kinh quay 3%, nhưng mà thực tế lâm sàng có thể tới 10-20% bệnh nhân có thể gây ra liệt thần kinh quay nếu mình đi những cái đường mổ đặc biệt, ví dụ đường mổ ngoài hoặc đường mổ sau mà sau tên này, thì cái chuyện mà bóc tách thần kinh quay ra này là nguy cơ nó liệt rất là cao, do cái thần kinh quay là một thần kinh cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần co kéo nó, đụng chạm nó là nó liệt. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm như vậy, nhưng một cái là rất hay là gì? Nó sẽ phục hồi liền, nó sẽ phục hồi cái tỷ lệ phục hồi thần kinh quay rất là cao. Những trường hợp mà dần xé hoặc đụng dập như thế này, nó không đứt thì gần như là bệnh nhân sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng từ 3-6 tháng. Còn như cái thần kinh giữa, thần kinh trụ thì nó rất khó tổn thương, rất khó bị liệt, nhưng mà nó lại phục hồi hoàn toàn, nó rất khó phục hồi, đặc biệt thần kinh trụ. Nhưng trụ gần như là mình không, khi đã liệt rồi thì nó rất khó phục hồi. Còn những thần kinh trường hợp thần kinh quay đứt hoàn toàn sau khi anh nói thì khoảng cỡ sau 6 tháng bệnh nhân vẫn có bệnh nhân phục hồi lại gần như hoàn toàn chức năng của thần kinh quay. Còn đến giờ hiện tại thì thần kinh trụ nó phục hồi không bao nhiêu hết, khoảng 5-10% bệnh nhân mà liệt thần kinh trụ thì sau khi mổ nó lại nó phục hồi được. Chính vì vậy trong những trường hợp mà bị nhân bị vết thương mà đứt thần kinh trụ trên cao tức là trên cánh tay, trên khuỷu tay trở lên á, thì người ta đề nghị chuyển luôn thần kinh, chuyển gân để phục hồi chức năng của thần kinh trụ luôn, chứ người ta không chờ cái thần kinh trụ nó phục hồi. Thần kinh đó là thần kinh quay thì gần như là trên 90% bệnh nhân tổn thương thần kinh quay sẽ phục hồi lại nếu bệnh nhân không đứt rồi mà chỉ đụng dập. Mà chính vì cái khả năng mà tổn thương thần kinh quay đó mà cái phương án điều trị bảo tồn nó được đặt ra rất là, và được áp dụng rất rộng rãi đối với một số nơi. Nhưng về sau này mình áp dụng cái đường mổ phía trước thì nó cũng ít nguy cơ là liệt thần kinh quay hơn so với đường mổ bên ngoài và đường mổ bên phía sau. Cái phương án thứ hai là phương án điều trị bằng đinh nội tủy. Thì cái điều trị bằng đinh nội tủy thì các bạn chỉ tham khảo thôi. Đến bây giờ rất ít người áp dụng về cái phương án điều trị bằng nội tủy, thì nó không có tối ưu. Nó cái khả năng liền xương nó kém, khả năng phục hồi ổ gãy nó kém, thức giả nó cao, và điều trị nó phức tạp hơn. Và một cái biến chứng rất là thường gặp ở bệnh nhân điều trị đóng đinh nội tủy là gì? Đau khớp vai. Vì mình đóng trực tiếp từ phía trên xuống nên làm tổn thương những dây chằng quanh khớp vai, nên gây ra bệnh nhân có sau này có thể bệnh nhân đau rất nhiều khớp vai, không phải đau ổ gãy mà đau vùng khớp vai, và rất khó điều trị. Cho nên cái phương án này là không được áp dụng rãi, mà cũng không khuyến cáo là sử dụng, mặc dù nhìn nó rất hiện đại, rất là nhiều ưu điểm. Nó dễ áp, nó rất là tốt trong trường hợp gãy thân xương dài ở vùng chi dưới, gãy xương cẳng chân hoặc gãy xương đùi, thì phương án đóng đinh nội tủy là một phương án gọi là tối ưu nhất. Rồi cái cố định ngoài như lúc nãy anh đã nói là mình chỉ định trong trường hợp như bệnh nhân gãy thở, gãy phức tạp, gãy mất đoạn xương, gãy thở ở đây là gãy độ 3 trở lên nhất. Vì nếu mà mình đặt trường hợp mà gãy phức tạp như thế, bệnh nhân gãy thở phức tạp, thì cái vị trí cái vùng ổ gãy đây là rất nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn. Mình đặt đinh nội tủy hoặc đặt kích vào đây thì nó tạo ra như một cái dị vật nơi giống như vi khuẩn nó sẽ bám vào cái phương tiện gãy xương, mình tạo ra cái môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn phát triển và gây ra nhiễm trùng của mổ. Chính vì vậy người ta đặt một không có định ngoài, tức là xuyên hai đinh phía trên và phía dưới ổ gãy, không liên quan gì tới ổ gãy. Và sau khi cắt lọc sạch sẽ đóng vết mổ lại thì không có dị vật ở vị trí vùng mổ, cho nên cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó giảm thấp xuống. Và sau thời gian khi mình nhiễm khuẩn nó ổn định thì mình có thể tháo cái khung này ra, chuyển qua phương án điều trị các xương bên trong hoặc là bó bột. Rồi biến chứng thì có hai cái loại là biến chứng sớm và biến chứng muộn. Mấy bạn chú ý khi hỏi thì anh cũng hay hỏi cái chuyện biến chứng này, mấy bạn phải nói được cái biến chứng muộn và biến chứng sớm và vì sao nó có những cái biến chứng đó. Thì thứ nhất là biến chứng sớm là liệt thần kinh, như nói đây là liệt thần kinh quay là thường gặp nhất, và liệt thần kinh trụ, liệt thần kinh giữa thì ít gặp hơn. Biến chứng mạch máu thì tổn thương là động mạch chân tay,
và nhiễm trùng đang là do gì? Do gãy hở hoặc do cái bị kín, nhưng mà cái đầu xương thọc ra ngoài sau đó, tức là chuyển từ gãy kín qua thể hở gây ra nhiễm trùng và biến chứng mụn. Và bệnh nhân có can sáu, can sáu ở đối với xương cánh tay thì cái can này là cái mức độ di lệch cho phép rất là cao, cho nên cái can sáu này ít gặp hơn. Bệnh nhân không liền xương thì xương cánh tay nó có một cái đặc biệt là cái xương xương cánh tay tỷ lệ liền xương rất là không liền xương cao hơn những bệnh khác, đó là do cấu trúc giải phẫu. Mình cũng không rõ vì sao nhưng mà đa phần gặp khá là nhiều bệnh nhân sau cái hộp xương không liền xương xương cánh tay. Thứ hai là nhiễm trùng không liền xương, thì đây anh cũng có nó ghi là trung bình 90% tổn thương mình quay sẽ hoàn toàn. 100% trường hợp gãy đơn giản, tức là những trường hợp gãy đơn giản mà khó liền thành quay thì chủ yếu là do gì? Do đụng dập, do kéo giãn. Còn những trường hợp mà gãy năng lượng cao thì đụng dập nặng hoặc đứt hoàn toàn thì sẽ rất khó phục hồi, tỷ lệ nhiễm trùng 1-2%. Thì cái quan điểm hiện tại ở bệnh viện Đà Nẵng mình là những cái trường hợp mà gãy xương cánh tay bị liệt thành quay thì đưa vô dạng cấp cứu và phải mổ. Tuy nhiên đối với một số nơi sắp vỡ, người ta nói là nó cũng không đưa vô cái chuyện mà chỉ định mổ cứu, liệt thành quay cứ để bơm mổ cũng được, theo dõi sau 4-6 tháng bệnh nhân không phục hồi thì lúc đó mình mở ra mình mổ, tổn thương thành quay cũng chưa mụn. Thì cái đó là cái quan điểm, nói chung nó cũng chưa có cái chứng cứ khoa học rõ ràng, quan điểm của mỗi nơi, điều kiện của mỗi nơi. Nhưng mà như anh thì anh sẽ ưu tiên cái chuyện phẫu thuật hơn. Vì sao? Bệnh nhân sau khi mổ xong khoảng tuần ổn định vết thương, cắt chỉ tự động lại gần như bình thường, người ta đi lại làm việc bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến chuyện công việc của họ. Còn chuyện bó bột cũng có thể bó đến từ 9 tuần, rất khó chịu. Ai mà bó bột một lần rồi sẽ biết nó sẽ rất là khó chịu, ngứa ngáy, cứng teo cơ, cứng khớp. Cho nên nó an toàn thì đúng là nó sẽ an toàn hơn, nhưng mà nó khó chịu cho bệnh nhân, khó chịu cho cái người chăm sóc. Thậm chí một số trường hợp mở bột ra nó teo cơ và nó cứng khớp, mất thời gian để tập vào chức năng đấy. Còn cái chuyện mình liệt thần kinh quay thì cái chuyện đó mình nếu mình mổ xẻ mình cẩn thận thì nó sẽ giảm rất là thấp cái tỷ lệ liệt thần kinh quay xuống. Người ta ngại cái chuyện mổ là vì liệt thần kinh quay, cho nên mình bây giờ nếu mà mình đi được mổ trước thì nó tỷ lệ nó giảm thấp hơn, nghĩa là nếu mình cẩn thận trong cái chuyện mà bóc tách nắng chỉnh xương thì nó cũng sẽ giảm thấp. Còn cái chuyện mà xui mình chịu thì mình phải chấp nhận này. Tất cả ca mổ mình phải giải thích trước bệnh nhân như vậy là bây giờ tôi mổ cho chị, cho anh. Nhưng mà tỷ lệ những ca mổ này nó 10-20% bệnh nhân bị liệt thần quay, sau mổ nó như vậy tập hồi chức năng 3-6 tháng nó không còn lại, mà đưa cho người ta phương án lựa chọn. Bây giờ nếu muốn an toàn nhất thì bó bột, còn nếu không thì mổ. Mình thấy mổ chấp nhận những cái chuyện ở biến chứng đó thì tất cả bây giờ những ca mổ mình phải đưa cho bệnh nhân lựa chọn, họ đồng ý mổ mình chấp nhận những biến chứng thì mình mổ, còn nếu mà người ta không đồng ý thì thôi, bó bột an toàn về dân. Rồi, nói sơ qua cái bài này như vậy. Mấy bạn trong lớp thì bật mic lên, bật cam lên hả? Hỏi gì hỏi đi. Vì cái phần mềm nên không vừa check cái màn hình, vừa không vừa dạy được, cho nên cũng không coi những cái bạn. Chứ còn ngồi nói nhưng nói mình cũng chán. Mấy bạn trong lớp bật mic lên, bật cam lên. Hai bạn lớp trưởng hỏi gì không? Rồi lớp đi mấy rồi, lớp mình đi mấy cái rồi, chỉ còn hai đứa lớp trưởng này, nó bật cam này không thấy gì mà bật hết, chắc ngủ trưa hết rồi. Lớp trưởng nghe không? Nghe nói không? Dạ nghe. Ừ, mấy bạn thấy rồi, lấy cái tay rồi vâng. Dạ mấy bạn học mà em nói mà bạn cũng không bật cam, không bật cam. Này bật cam lấy nhau và điểm danh tình và cho bán hết này. Bác sĩ mình ngồi dễ quá rồi, đưa một người rồi. Có gì thắc mắc hỏi đi, còn anh nói là bây giờ đồng cái lớp anh sẽ không điểm danh nha. Mấy bạn thích mấy bạn học, mấy bạn không thích mấy bạn không cần học.
miễn tới ngày thi cử lâm sàng anh hỏi trả lời được thì qua thôi, chứ không chẳng cần các bạn lên lớp ngồi điểm danh chơi mất công đâu. Thích thì vô học, không thích thì thôi. Vì cái môn ngoại này cũng khá là đặc thù, là rất ít sinh viên đi theo, khoảng cỡ trăm đứa thì khoảng cỡ 10 đứa đi theo, mà còn trong 10 đứa thì khoảng cỡ 5 đứa đi theo ngoại chấn thương, hơi cực, cho nên cũng ít người, nữ thì gần như không theo rồi, nên đứa con thích thì vô học, đứa con thích thôi, nhưng mà hỏi thi thì phải biết. Về cái chuyện mà hỏi thi thì anh đến bây giờ anh nghĩ anh là cái người hỏi thi khó nhất trong những bác sĩ mọi cơ mà điểm cũng thấp nhất. Nếu bạn vô nghe thì biết thêm chút để tới sau này lấy kiến thức mà hỏi thi. Mục đích của bây giờ cái chuyện học với bạn là để phục vụ chuyện mà thi thôi, mình nói với cao xa sau này cứu chữa bệnh nhân như thế nhé. Mục đích bây giờ học để thi lấy điểm cao thế thôi. Lê Văn Nguyên à, Nguyên hỏi Dương Nguyên, bài này có gì vấn đề, vấn đề gì để hỏi không? Dạ em chưa thắng. Ừ? Dạ em không. Mà đang hai cái lớp này mình nói bật cam cũng có cái năm lúc đầu cũng bật, bây giờ chuyển đi tư hết rồi không? Dạ anh ơi, cho em hỏi với ạ. Nói đi. Khi mà gãy xương Ngồi cánh đang. tay. Ừ, nói đi. Đó. Dạ, khi mà Ngồi gãy mình xương. là gì bật khẩu trang, đeo khẩu trang chặt chứ 5K tuyệt đối luôn Dạ, tại vì nhà em có F0 ạ. à. Ừ, nói đi anh. Là anh cho em là nếu như mà gãy xương cánh tay ấy ạ, thì 1/3 trên giữa dưới thì đều một bó một theo là theo vị trí của cái đoạn gần phía trên ạ. Ví dụ như gãy 1/3 trên như anh vừa nói ạ, thì mình sẽ bó cánh tay theo kiểu như là dạng theo cái đoạn gần đấy ạ. Tất cả những vị trí đúng rồi. khác theo cái quy luật như vậy ạ. Cái chuyện mà đầu tay là gần như mình không thay đổi được cái vị trí của hắn, do cơ nó kéo, còn đầu dưới đầu xa là mình có thể nắn chỉnh được, cho nên để cái ổ gãy nó không di lệch thì mình phải nắn chỉnh cái đầu xa theo cái đầu đầu gần nha. Ví dụ gãy 1/3 trên, cái tư thế tay là gì, nó dạng lên trên, dạng lên ngoài, thì mình phải dạng khi bó bột, mình phải dạng cái đầu dưới theo cái đầu trên. Cái này nó áp dụng rất là nhiều, đặc biệt trong trường hợp mà gãy thân xương đùi á, gãy xương đùi đặc biệt là trẻ em mà điều trị bảo tồn á, thì phải điều chỉnh, mình phải nắn chỉnh nó theo cái đầu gần, thì khi đó hai ổ gãy nó mới khớp được và nó không đi lại thứ phát. Còn bây giờ nếu mà em không nắn chỉnh như vậy, cứ bệnh nhân nào cũng bó bột thẳng từ trên xuống dưới như nhau hết, thì khi đó sau thời gian thì bệnh nhân sẽ di lệch thứ phát và ổ gãy nó không còn thẳng thớ nữa nha. Cái đầu tay là mình không nắn chỉnh được, mình nắn chỉnh chỉ được nắn chỉnh được cái đầu dưới, thì phải nắn đất không chịu trời, không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, nắn theo cái đầu tay thì khi đó nó sẽ không, nó như là thứ phát toàn bộ ổ gãy nó sẽ lành được. Cho nên mấy bạn sẽ đọc lại cái chỗ vị trí mà cái cơ bám, nguyên hỏi bám bằng của những khối cơ vùng cánh cẳng bằng cánh cẳng vai và cẳng tay á, và sẽ hình dung được cái lực kéo bộ cơ, và từ đó hình dung ra được cái vị trí của cái ổ gãy nó sinh dịch như thế nào. Ở đây cũng là cái câu hỏi thi, thì khi em hỏi cho mấy bạn đi làm xa, ví dụ các bạn làm gãy 1/3 trên, anh sẽ hỏi là nếu đường gãy như 1/3 trên xương cánh tay thì cái đầu gãy nó sẽ di lệch như thế nào, và vì sao nó di lệch như vậy, do cơ gì kéo nhá. Vâng. Đâu bạn nào hỏi nhé. Mấy bạn hỏi, lưu ý là bây giờ anh hỏi thi một cái nữa, là khi các bạn làm bài bệnh án thi á, anh nói tới nó luôn là các bạn không lưu ý là tất cả những gì các bạn ghi vào trong bệnh án thì các bạn phải giải thích được, còn cái gì mà các bạn không không giải thích được thì không nên ghi nha. Ví dụ bệnh nhân, mấy bạn ghi là bệnh nhân không có tổn thương thần kinh thì các bạn phải biết là bệnh nhân không tổn thương thần kinh gì. Những trường hợp gãy thân xương cánh tay thì bệnh nhân thường gặp tổn thương những gì và triệu chứng của thần kinh đó là như thế nào. Những cái câu hỏi đó là sẽ câu hỏi thi lâm sàng chứ không phải hỏi thi lâm sàng. Bây giờ anh không hỏi là ví dụ như bệnh nhân chẩn đoán vì sao chẩn đoán gãy xương cánh tay, triệu chứng chắc chắn gãy xương hay không chắc chắn gãy xương là gì, thì nó không có còn là những cái câu hỏi thi lâm sàng nữa, nó là câu hỏi thi lý thuyết. Như đợt vừa anh hỏi thi là anh sẽ hỏi với bạn
Ví dụ như câu là một bệnh nhân gãy xương cánh tay, em là một bác sĩ cấp cứu, thì khi một bệnh nhân gãy xương cánh tay, em sẽ khám bệnh nhân như thế nào và cho những cái chỉ định cận lâm sàng như thế nào và cái phương án điều trị của em là như thế nào, đúng chưa? Mình đưa những cái bệnh án, những cái câu hỏi mà gọi là câu hỏi thực tế vào, nó sẽ hay hơn là những câu hỏi thuần lý thuyết cũng như chẩn đoán gãy xương cánh tay hoặc là cận lâm sàng là cái gì, đúng chưa? Và khi mấy bạn làm bệnh án thì mấy bạn sẽ đặt mình ra những tình huống đó, vì bây giờ hỏi thi cũng hỏi qua Zoom. Nó nếu mình hỏi những câu lý thuyết thì các bạn mở sách ra ngồi đọc luôn rồi, các bạn sẽ hiểu và hiểu qua, các bạn phải mới trả lời được những câu hỏi như vậy, được chưa? Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Cái bài thực ra nó cũng có gì phức tạp, phải nghĩ rằng mấy bạn chú ý một cái duy nhất là cái tổn thương thần kinh mạch máu của gãy xương tay là cái quan trọng nhất của cái bài này. Và một anh nhắc một chỗ nữa, khi đã hiểu mấy bạn trả lời lâm sàng thì nó vội vàng quá, dù câu hỏi anh vừa hỏi xong mấy bạn trả lời liền, thì khi đó mấy bạn không có thời gian để bạn suy nghĩ. Ví dụ như anh hỏi câu hỏi chẳng đối ngày thương sinh đến nay, mấy bạn khoan trả lời ra ngưng khoảng 5-10 giây nha, để mình suy nghĩ, mình định hình ra câu hỏi mình, rồi lúc đó mình trả lời. Và khi trả lời phải trả lời toàn bộ từ chẩn đoán triệu chứng lâm sàng này, nguyên nhân bệnh sử, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, rồi mới rút ra kết luận. Chứ đừng có nói vô cái làm thì gãy xương, bệnh nhân có những cái triệu chứng là gãy xương thế này thế nọ. Mình phải nói là ví dụ như bệnh nhân, em chẳng nói bệnh nhân gãy xương vì bệnh nhân sau một chấn thương vào vùng xương cánh tay, thì đâu nói ở vùng xương cánh tay và biến và mất vận động xương cánh tay, khám thực tế trên lâm sàng thì có những triệu chứng như chắc chắn gãy xương như thế này, hướng tới gãy xương không chắc chắn như thế này, kết hợp với triệu chứng cận lâm sàng là em suy nghĩ con có hình dạng như thế đó, như vậy được chưa? Thì em mới rút ra cái kết luận là bệnh nhân gãy xương cánh tay, gãy ví dụ thành xương cánh tay, được chưa? Chứ đừng có mấy bạn trả lời có một cái giống như là sợ người ta, mình trả lời chậm là sợ trả điểm thấp, mấy bạn trả lời thiếu mới trả điểm thấp, còn mấy bạn trả lời chậm không ai trả điểm thấp mấy bạn hết, được chưa? Rồi còn hỏi gì nữa không? Dạ anh hỏi em. Mấy bạn có ai hỏi thì cứ hỏi. Dạ thầy, cho em hỏi là vì sao mà gãy xương cánh tay thì không có cái biến chứng chảy khoa? Không phải là không có em, mình là ít gặp hơn nha. Cái gãy thân xương cánh tay nó vẫn có chứ không phải là không có, nhưng mà nó ít gặp. Bởi vì sao? Nhất là cái khoan, cái xương cánh tay là một xương ở vùng một thân xương là xương đặc, ít mạch máu. Còn đối với những trường hợp đặc biệt thường gặp là gì, gãy mâm chày. Khi bệnh nhân gãy mâm chày là một cái gãy thường gặp cái biến chứng chèn khoan nhiều nhất, thì đó là gãy đầu xương, đầu gần xương sốt. Nhưng khi gãy cái máu, lượng máu mà thoát ra từ trong cái ổ gãy là rất là nhiều, đổ vào mấy khoan làm tăng cái thể tích khoan, nó gây ra chèn khoan. Còn đối với gãy thân xương cánh tay thì cái lượng máu đổ ra ít hơn, mà cái khoan của xương cánh tay, của vùng cánh tay nó cũng lỏng lẻo hơn, cho nên cái tỷ lệ nó ít hơn chứ không phải là không có nha. Chẻ khoan thường gặp nhất ở vùng gãy mâm chày hoặc gãy một ba bên xương cẳng chân, thường gặp nhất ở vùng cẳng chân, sau đó là cẳng tay. Còn cánh tay thì nó ít gặp hơn chứ không phải là không có. Xương đùi vẫn gặp, bàn tay vẫn gặp, bàn chân vẫn gặp nha. Cho nên đối với những bệnh nhân là em vào viện vì một cái gãy ba tay xương cẳng chân hoặc gãy mâm chày là mình phải chú ý tới thêm cái biến chứng nên là chèn khoan. Còn những bệnh nhân là ít gặp hơn chứ không phải là không có. Dạ em cảm ơn. Rồi tiếp đi, bạn nào hỏi đi. Rồi bây giờ những cái giờ dạy như thế này nó mang đến cái kiến thức là nhiều hơn là thực tế truyền tải kiến thức, nên là những cái giờ dạy, những cái bài này các bạn có thể tìm đọc trên Facebook, trên mạng nhiều lắm, đủ kiểu, đủ sách, đủ nguồn, các bạn có thể hoàn toàn có thể tự đọc được. Còn những cái giờ này tranh thủ mà hỏi, ví dụ như có những câu các bạn không biết thì các bạn cứ hỏi, mình trao đổi trực tiếp với nhau thôi,
giờ này chủ yếu là để trao đổi trực tiếp với nhau chứ không phải là để anh nói lý thuyết sang bạn bè cùng nghe chép chép, không cần chép bài cũng không cần nghe đến những cái bài nên sẽ hỏi anh sẽ gửi qua cho lớp trưởng, gửi cái file PowerPoint ngày qua lớp trưởng với bạn đào về anh lấy về đọc được chưa? Dạ anh ơi cho em hỏi với ạ. Khi mà một bệnh nhân đến với mình với cái tình trạng là gãy xương thì cho dù là gãy xương kín hay là gãy xương hở ấy ạ, thì làm sao mình biết là bệnh nhân đang bị tổn thương mạch máu thần kinh nghiêm trọng cần phải đi mổ ngay, hay là trường hợp nào dù dù là trường hợp nào thì mình cũng cần phải cho bệnh nhân đi siêu âm rồi chụp X quang thì mình mới quyết định là cho bệnh nhân mổ để mình có thể Rồi. chặn cái tình trạng thần kinh mạch máu nặng ấy ạ. Rồi anh nên nói là không có một cái trường hợp nào gọi là tổn thương thần kinh mạch máu nặng, có tổn thương hay không có tổn thương thôi. Yeah. Tất cả những trường hợp bệnh nhân bị gãy xương cánh tay mà khi em phát hiện bệnh nhân không có mạch quay mà trụ, thì em gọi đó là tổn thương gãy xương cánh tay kèm biến gây ra biến chứng là tổn thương mạch máu, tổn thương là mạch cánh tay, thì cái đó là bắt buộc em phải mổ cấp cứu để cứu cái tay cái bệnh nhân đã nha, hoặc là thậm chí em nghi ngờ là bệnh nhân có tổn thương mạch máu, em bắt mạch yếu chụp siêu âm Doppler thấy cái phổ không còn ba pha nữa, mạch dòng chảy yếu, hoặc là CTA cái CTA lên chụp CT lên thấy cái dòng chảy bị cắt ngang thì em chẩn đoán là bệnh nhân có tổn thương mạch máu, bắt buộc phải đi mổ cấp cứu chứ không có là nặng nhẹ nhất nha. Bây giờ nếu không cái xương thì xương có thể nó không không lành hoặc nó can lệch thì cái nó hoàn toàn có thể sửa được, nhưng cái trường hợp mà tổn thương mạch máu mà em không đi cứu không đi mổ tái thông giải người ta thì bắt buộc trong trường hợp đó là mình phải mổ cấp cứu, mổ để tái thông cái dòng chảy của động mạch bên cạnh đó cái xương này luôn. Rồi còn đốt với trường hợp cũng quan điểm bây giờ cũng có hai cái quan điểm là ví dụ như hiện tại ở bệnh viện thì tổn thương thần kinh thì đi mổ luôn, mổ đi giải phóng thần kinh. Tuy nhiên trong sách vở hoặc một số nơi á thì người ta nói thần kinh quay đa phần là gì tổn thương giãn đụng dập và kéo giãn, cho nên nó hoàn toàn có thể tự phục hồi sau 3 đến 6 tháng, nên không cần mổ cấp cứu, chỉ mổ cấp cứu trong trường hợp chỉ mổ trong sau khi 3 đến 6 tháng mà không phục hồi thì mình có thể mổ để tại để kiểm tra thần kinh, giải phóng thần kinh hoặc là nối lại thần kinh nha. Thì đó là cái quan điểm của mỗi nơi, nhưng mà hiện tại bệnh viện Đà Nẵng thì vẫn chỉ định đi mổ cấp cứu. Vâng, em cảm ơn. Rồi bạn muốn ông hỏi gì không để qua cái bài gãy xương đòn luôn. Rồi thế thôi để qua cái bài gãy xương đòn học luôn đi, học luôn một xíu luôn đi, anh làm mấy bài này nhanh thôi. Rồi, thấy chưa? Được thấy chưa? Thái rồi. Đó. À, gãy xương đòn. Thì cái bà gãy xương đòn là một cái gãy xương mà gần như mấy bạn gặp trên lâm sàng rất là nhiều, gần như ngày nào cũng có một đến hai trường hợp gãy xương đòn vào cấp cứu tại bệnh viện nã hết. Thì mấy bạn đi lâm sàng đây là một cái bệnh mà gọi tương đối thường gặp và phải khám một cách tương đối thoải mái, đầy đủ triệu chứng từ những triệu chứng đặc điểm chắc chắn gãy xương đến những triệu chứng mà không chắc chắn gãy xương như tiếng lậu xạo biến dạng hoặc là mất liên tục bờ xương. Xương đòn nó đặc trưng là gì, nó nằm ngay sát với xương dưới da, gần như đứa nào cũng có thể là cái xương đòn mình có thể phát hiện được xương cái xương đòn mình có thể sờ trực tiếp, cho nên tất cả những cái trường hợp gãy xương đòn các bạn phát hiện trên bằng lâm sàng cực kỳ dễ dàng. Về tỷ lệ thì gặp từ 2.6 đến 5% toàn bộ gãy xương, riêng đối với trường hợp mà gãy xương vùng vai nó chiếm đến 44%, tức là những gãy xương như xương đòn, xương vai thì nó chiếm đến 44% trường hợp gãy xương. Nam gặp nhiều hơn nữ mà thanh niên chiếm đa số. Vì sao? Vì những cái thành phần này là những thành phần mà độ tuổi lao động
tai nạn giao thông nhiều thì nó, và đặc biệt là nam nhiều nữ, thì cái phơi nhiễm với cái nguyên nhân nhiều cho nên nó tỷ lệ nó thường gặp hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn giao thông, bệnh nhân té ngã đập hoa xuống, đập hoa xuống này và nó truyền cái lực vào tâm xương đòn, nó gây gãy. Vì vậy cho nên gãy xương đòn thường là gãy gián tiếp, ít trường hợp gãy trực tiếp. Rất ít trường hợp mà bệnh nhân chịu tác động trực tiếp vào vùng xương đòn nó gây ra gãy xương, chủ yếu là do tác động gián tiếp từ ngồi vai, đập vào gây ra gãy ở độ ba giữa xương đòn. Vì cấu trúc dịch phẫu là giữa ở giữa thì hình trụ tròn và bẹt dần ra phía ngoài, đây là cái mặt cắt tương ứng với cái vị trí ở trong hình trụ tròn, hình trụ tròn này. Đây, cho nên cái chỗ mà chỗ nấu giữa hình trụ tròn đây và chỗ hình nó dẹt đây thì nó gây ra một điểm yếu là cái chỗ nấu này, chỗ nấu giữa một bên ngoài và hai bên trong. Điểm yếu này là cái điểm mà thường gặp gãy xương đòn nhiều nhất, bệnh nhân gãy chỗ nấu một bên ngoài và hai bên trong là thường gặp nhiều nhất. Về tỷ lệ thì có đến 80% gãy một bên giữa, 15% gãy đầu ngoài và 5% gãy ở phía trong, gãy một bên trong đó. Thì đến như bây giờ hiện tại anh làm nội chấn thương đã cũng được 10 năm thì anh gặp cái gãy ba tâm thì khoảng cỡ được mô chưa đến 10 ca, mà cũng chưa mổ ca nào đối với trường hợp mà gãy ba tâm hết. Còn gãy ba ngoài, gãy ba giữa thì đấy không hết, còn gãy ba ngoài thì cũng tương đối rất là hiếm ở gãy ba tâm. Về lâm sàng của gãy ba, gãy xương đòn thì thường gặp những ở người lớn. Một cái đối tượng cũng có thể gặp gãy xương đòn trẻ sơ sinh. Sơ sinh là gì? Nó thai nó lớn quá nên khi trong quá trình chuyển dạ có thể là người ta co kéo, người ta can thiệp một cách thô bạo thì có thể gây ra gãy xương đòn. Rất khó phát hiện cái xương đòn của trẻ này nó bị bẩm, cho nên rất khó phát hiện và chỉ phát hiện sau đó. Do can nó gồ lên, xương nó lành nó gây gồ lên, hoặc là nó cái xương nó không thẳng thớm nó gồ lên cho nên phát hiện được và cái vai gãy ngắn hơn. Và can thiệp những trường hợp này là can thiệp gì? Không can thiệp gì hết, kệ nó, từ từ nó lành lại, nó lành rất là nhanh. Những cái sơ sinh này xương nó lành cực kỳ nhanh và nó cũng không để lại biến chứng gì hết, trừ khi trường hợp mà bệnh nhân bị gì cầm cái tay kéo cái tay mấy đứa trẻ này ra gây liệt thần kinh. Và cũng có trường hợp là sau cái cục đẻ là đẻ nó không, cái tay nó liệt luôn, đấm rối, liệt đấm rối sau cái gãy xương đòn đó. Thì những trường hợp nó có thể nó phục hồi được, mình cũng gần như không can thiệp được gì trong những trường hợp đó. Đầu tiên về sản khoa mấy bạn sẽ có thể gặp được trường hợp đó, anh đã gặp một lần rồi nhưng mà mình cũng không can thiệp được gì và sau nó đẻ cũng phục hồi đó, không có vấn đề gì. Càng nhỏ thì cái khả năng phục hồi có thể càng lớn và càng ít can thiệp được con ít. Về triệu chứng lâm sàng thì các bạn có triệu chứng gì? Đau, sưng, bầm tím quanh xương đòn, bệnh nhân hạn chế vận động. Hạn chế vận động ở đây không phải là do xương đòn gánh cho cái vai thật, cánh tay thôi. Và mỗi lần bệnh nhân dạng tay lên, giơ tay lên đầu, hai đầu gãy nó chạm nhau, nó gây ra kích thích cái phần đau, thì mình không vận động, hạn chế vận động chứ không phải là mất vận động. Các bạn thì chú ý cái chuyện mà mất vận động và hạn chế vận động nó khác nhau nha. Mất vận động hoàn toàn và thường là do tổn thương thần kinh, còn hạn chế vận động là do gãy xương, là bệnh nhân do đau mỗi lần cử động đầu gãy va chạm vào nhau nó gây đau. Rồi nếu bạn lưu ý giống như lúc nãy ở gãy xương cánh tay là lưu ý cái chuyện mà di lệch của gãy. Cái di lệch của gãy này do các cơ, nhất cái đầu tăng phía trong và phía trên của xương đòn là do cái gì? Khối cơ ức lồng chấm bám vào bờ trên của xương đòn và kéo cái đầu tâm này, nếu mà gãy nó sẽ kéo lại như là trên trên. Cái lực thứ hai là cái gì? Cái cơ, khối cơ gì? Cưng ngực. Khối cưng ngực nó bám ở bờ dưới mà kéo cái xu hướng nó kéo đầu dưới xuống dưới. Và cái thứ ba là gì? Cái trọng lực của toàn bộ khối đai vai do xương cánh vai mà bám vào qua mỏm cùng vai, nó bám vào đầu ngoài xương đầu nó kéo xuống dưới. Chính vì vậy đối với những trường hợp mà gãy ở vai giữa và phía ngoài nè, 1/3, 2/300 và 1/3 ngoài và 2/300 này, thì cái độ hai đường gãy nó thường di lệch xa ra nhau, hai cái lực kéo nó khác với nhau,
phía trên thì do cái ức đồng chẩn kéo ngược lên, còn phía dưới do trọng lực của xương cánh tay nó kéo ngược xuống dưới làm cho ổ gãy di lệch xa. Và đặc biệt tương tự như cái trường hợp gãy xương cánh tay, các bạn cần phải chú ý đến tổn thương mạch máu và thần kinh. Tổn thương mạch máu là gì? Cái động mạch dưới đòn nó đi từ phía trong tách ra, nó đi ngay xuống dưới phía xương đòn mà đi ra phía xuống dưới cánh tay, tạo thành động mạch cánh tay, đổ tay quật động mạch cánh tay á. Một số trường hợp gãy xương đòn mà một cái mảnh gãy rời nó chập xuống phía dưới, nó gây ra tổn thương cái động mạch dưới đòn, và biến chứng này cũng tương đối là hiếm gặp, nhưng mà không phải là không gặp, mà lâm sàng anh cũng gặp được mấy ca rồi. Mình cứ tập trung tập âm vô coi cái phim Miss World mà không bắt nó gặp bệnh nhân, mà không phát hiện được tổn thương động mạch dưới đòn thì đôi khi nó gây ra thiếu máu nuôi chi và hoại tử chi. Thực ra những cái trường hợp mà gãy tổn thương động mạch dưới đòn này nó ít gây ra hoại tử chi, vì sao? Vì cái cung vòng nối quanh cái chỗ động mạch nách này á khá là nhiều, thì động mạch dưới đòn nó đứt hoàn toàn rồi, những cái vòng nối quanh cái vòng động mạch nách và động mạch dưới đòn và động mạch cánh tay này khá là nhiều, cho nên cái máu xuống dưới vẫn có, nó vẫn đủ nuôi dưỡng một phần chức năng của cánh tay. Mạch bắt không được nhưng mà cái tay nó vẫn sống, cho nên cái biến chứng mà hoại tử cái chi chay để cắt do sau khi tổn thương động mạch dưới đòn đó hiếm gặp hơn là chi dưới hoặc ở vùng cánh tay, cánh cả bàn tay. Rồi nếu tổn thương thần kinh thì tổn thương thần kinh gì? Nguyên cái chỗ này là nguyên cái đám rối thần kinh cánh tay luôn, nên khi bệnh nhân bị gãy xương cánh tay, gãy xương đòn, nếu liệt thì gần như liệt cái đám rối hoàn toàn, liệt đám rối cánh tay có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, và những trường hợp đã bắt buộc phải mổ để làm tắc phục hồi chức năng sớm. Tương tự như bài lúc nãy là nói là cái quan trọng của chuyện chẩn đoán ở đây không phải là chẩn đoán bệnh nhân có gãy hay không gãy xương đòn, mà chẩn đoán cho ra cái tổn có hay không có tổn thương thần kinh mạch máu. Mấy bạn phải lưu ý, cực kỳ lưu ý cho cái vấn đề này, cho nên sao bạn nhớ là mình bác sĩ y học 6 năm ra chắc chắn là làm bác sĩ cấp cứu, không có ai được lên trên khoa học làm chuyên khoa đâu. Để nghĩ mình sau khi mình học 6 năm ra ta sẽ lên khoa ngoại chấn thương nên làm, lên ngoại thần kinh nên làm, hoặc là lên nội nên làm, không có đâu. Chắc chắn với bạn một nơi duy nhất cho các bạn là hồi sức và cấp cứu, các bạn về đó hoặc là bệnh viện gì, bệnh viện trung quận làm tất cả khoa. Mà khi các bạn làm tất cả khoa mà các bạn những cái cơ bản như thế này các bạn không nắm được thì bạn sẽ bắt ngã lên. Bệnh nhân vô bị gãy xương đòn, gãy xương đòn có gì đâu sợ, bỏ bột đưa đai về mà các bạn không bắt được mặt bệnh nhân hoặc không phát hiện được tổn thương thần kinh bệnh nhân thì cái đó là cái đại họa, đại họa cho bệnh nhân và đại họa cho cả mình. Yeah. Vì cận lâm sàng, cận lâm sàng cũng như bài trước, gãy xương đòn chủ yếu dựa vào phim X-quang tôi thấy thẳng là gần như đoán được 100% bệnh nhân gãy xương đòn. Tuy nhiên một số trường hợp gãy mà không có di lệch lên trên xuống dưới mà gãy di lệch ra trước ra sau thì các bạn phải thêm, nếu mà bệnh nhân nghi ngờ chụp phim X-quang này không chưa thấy nhưng mà nghi ngờ thì có thể chụp thêm một cái tư thế để phát hiện là có thể chết từ dưới lên, chết từ phía dưới đặt cái máy chết từ dưới bụng chụp lên đó để nó loại bỏ, nên gần những phim nghiêng về bệnh nhân cái xương đòn mà không thể chụp phim nghiêng được, cho nên chụp tư thế chết như thế này để phát hiện những cái di lệch mà trước sau. Ngoài ra thì có thể làm thêm cái CT scan dựng hình này, đây là trường hợp dựng hình CT scan những người gãy xương phức tạp xương đòn và MRI trong trường hợp như là tổn thương thần kinh mạch máu, yeah. CTI đập lơ mạch để phát hiện tổn thương máu. Rồi nhưng mà đây những có gì phức tạp ấy. Về điều trị, điều trị gãy xương đòn thì điều trị gãy xương đòn chủ yếu là điều trị bảo tồn bằng băng la số 8 hoặc đai hedron. Anh quen chụp đưa cái hình băng la số 8 gì cho các bạn. Băng la số 8 mục đích là nó làm nó teo cái vai, nó giãn cái vai ra, nó làm giữ thẳng hai cái đầu xương này, giống như tầm ngắn thôi chứ không có ý nghĩa gì nhiều. Về phẫu thuật thì các bạn lưu ý là cái xương đòn về cấu trúc giải phẫu nó đặt tên là gì, nằm ngay sát dưới da, mạch máu không có cơ bao bọc, mạch máu nuôi kém, vì vậy cái chuyện mình mổ bộc lộ một cái xương đòn ra, sau đó mổ đặt nẹp tiếp vô, nó phá hủy cấu trúc màng xương, phá hủy tính toàn vẹn của những mạch máu nuôi xương,
Vì vậy cái tỷ lệ sau khi mổ gãy xương đòn có thể là nó nhiễm trùng này, làm ngay sát cái da nên tỷ lệ nhiễm trùng này, tỷ lệ chậm liền xương này, tỷ lệ không liền xương nó cao hơn những vị trí khác, cho nên sẽ ưu tiên về phẫu thuật bảo tồn, để bảo tồn hơn. Và chỉ định đối với trường hợp gãy và giữa để phẫu thuật không liền xương nhưng nó tổn thương thần kinh mạch máu, như lúc nãy anh nói gì, nếu bây giờ mình không tổn, mình tổn thương động mạch chủ đầu mình không mổ thì bệnh nhân sẽ nguy cơ hoại tử cái tay, bắt buộc phải tái thâm lồng ngực chảy. Thì quá trình đó mình sẽ mổ để tái tạo cái, để cái hộp xương vững chắc bảo vệ lồng cái mạch máu đó. Mà tổn thương thần kinh mình mổ để làm gì, không phải để mổ để nấu thần kinh, mình mổ xương đòn để cho bệnh nhân phục hồi lại sớm. Ngoài ra bệnh nhân gãy hai tầng, gãy nhiều mảnh như là xa như tầm ngắn lên 2 cm, gãy thở hay chi trên, gãy xương đầu hay bên hoặc đa chấn thương, bệnh nhân cần mổ sớm. Về kỹ thuật mổ thì cái này các bạn cũng biết cơ bản nha, biết sơ thôi. Thì đối với những cái bài này giảng cho học viên sau đại học thì nó sẽ nói chi tiết về kỹ thuật mổ. Về mổ thì có nhiều cái phương án là gì, định nội tủy, nhập bích hoặc là bệnh nhân dùng cố định ngoài. Đây định nội tủy, nội tủy như định tủy đặt chân cho cái gãy xương đòn, thế ra mình ít dùng lắm, dùng bên kít nam xuyên giữ đó cũng khá là đơn giản. Đây còn nhập bích sau khi nắng tĩnh lại cái xương đòn này bộc lộ ra, bóp hẻo gãy cố định lại, đặt nẹp luôn. Còn đây là nẹp khó, nên có cái đường hẹp gãy đầu ngoài xương đòn và xuyên một đít xuống dưới cố định luôn, thay cho cái dằn nón dằn tha như dằn quả đòn. Đối với trường hợp gãy bên ngoài xương đòn thì các bạn chú ý một cái là cái này cần ngoài cái cấu trúc của xương đòn ra còn chú ý tới liên quan tới cái giải phẫu của hai dây chằng này, quả đòn là do dây chằng nón dằn tha tạo thành. Thì tổn thương đối với trường hợp này người ta chia ra 3 tiếp, tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 1 gãy ở phía ngoài dây chằng quả đòn, thì ổ gãy nằm tại vị trí này thì gần như nó không di lệch, ít di lệch, cho nên 100% trường hợp những trường hợp này mình bị quả đòn hết, không can thiệp gì hết. Ở tiếp 2 thì người ta chia ra 2A, 2B, 2A là gãy phía trong dây chằng quả đòn và tiếp 2B gãy ra phía vị trí ngay vị trí dây chằng quả đòn mình gây tổn thương dây chằng quả đòn. Những trường hợp này á, sau khi gãy vì không có dây chằng quả đầu nó kéo cái đầu tâm, nó giữ đầu tâm lại, cho nên cái đầu tâm này sẽ do cái gì cơ ức vùng chẩn nó kéo ngược lên đây, nó gây ra dị lệch xa. Thì những trường hợp này bắt buộc phải mổ để đưa cái ổ gãy nó vào vị trí cũ và tái tạo lại dây chằng quả đầu nếu dây chằng quả đầu đứt. Và tiếp 3 là nạp gãy nội khớp, và tiếp này thì mình cũng điều trị hết, điều trị bảo tồn hết. Đối với trường hợp gãy đầu hai đây, phẫu thuật cái này nạp mắt, đưa cái móc vô vị trí này để cố định thay ra dây chằng quả đầu và đến kim nghe mà gãy đầu trong xương đòn thì cái này cực kỳ hiếm gặp, ít gặp mà cũng lại rất ít mổ, rất hiếm gặp. Mà anh đến bây giờ anh vẫn chưa gặp ca nào một phẫu thuật đối với trường hợp gãy đầu trong hiếm gặp quá, mà đã hiếm gặp rồi mà mình lại chỉ định mổ cũng nó rất là hiếm nữa, cho nên thành ra đến bây giờ vẫn chưa mổ ca nào ấy. 10 năm chưa gặp ca nào mổ gãy đầu trong xương đòn. Rồi biến chứng gãy thần kinh mạch máu này, căng lệch này, căng miền xương này, nhiễm trùng lộ này gãy lại, hay căng lệch nó gồ lên. Thực tế ra cái này đối với nước ngoài thôi, với còn Việt Nam mình nó cũng chẳng quan trọng lắm. Bệnh nhân mình sức chịu đựng rất là giỏi, lại xiêm được, xấu xiêm được, miễn không đau là được. Rồi, xong, bạn này cũng như vậy thôi, cơ bản. Bạn chỉ là nhớ chú ý đối với trường hợp gãy xương đòn, thì những cái triệu chứng đặc điểm lâm sàng của nó là đầy đủ, rõ ràng và nhớ. Không phải khám được cái mạch máu và tổn thương thần kinh, tương tự như cái chân tay cũng phải khám được cái tổn thương thần kinh mạch máu, à cho nên cái sống còn của bệnh nhân không bao giờ quên. Các bạn có thể chẩn đoán sai là có gãy hay không có gãy xương đòn, tuy nhiên không được bỏ sót tổn thương thần kinh mạch máu nha. Giống như cái chuyện mà mấy bạn đi làm sàng ở
tại phòng cấp cứu, thì không phải là vô bệnh nhân chấn thương vào là mình lo mình tập trung mình khám cái chân gãy hoặc cái tay gãy, mình mới bảo khám thăm tổng quát từ trên xuống dưới, nhân vào khám tri giác trước, khám Glasgow trước, sau đó rồi mới tới bắt đầu khám cột sống, coi thử có gãy cột sống hay không, khám tới cái ngực coi thì bệnh nhân có chấn thương ngực hay không, đụng dập phổi không, có tràn khí tràn dịch màng phổi không, rồi khám tới bụng, khám tiết niệu, rồi cuối cùng mới khu trú về lại cái vị trí khám chấn thương. Chấn thương khám cuối cùng, và khi khám chấn thương cũng không phải là khám ổ gãy trước mà khám ở nội y trước, thế là mình khám thử thần kinh nội vi có tốt không, mạch máu nội vi tốt không, nếu hai cái đó đảm bảo rồi thì lúc đó mới tập trung cái lúc đó mới tập trung cái chuyện mà mình khám ổ gãy rồi. Được chưa? À, bạn nào có thắc mắc gì về bài này không? Bài này cũng khá đơn giản, không có gì hết. À, lưu ý đây là cái bài gãy xương đòn xong thì mấy bạn mà làm cái bệnh án gãy xương đòn thì chỗ phần mà đặc điểm lâm sàng á, triệu chứng lâm sàng á, đây là gần như cái bệnh duy nhất mà mấy bạn có thể phát hiện được cái triệu chứng gì mất liên tục thân xương này, tiếng lạo xạo này nha. Những cái bệnh nhân gãy xương đòn các bạn phát hiện tiếng lạo xạo là cực kỳ điển hình luôn. Bệnh nhân gần ngồi lay ngồi xuống, nằm lay nằm xuống, hai đầu xương cà vào nhau nghe rột rột liền. Bệnh nhân miêu tả cho mình chuyện đó luôn. Còn những trường hợp như gãy xương đùi, gãy xương ngón chân mà các bạn làm vô bệnh án mà khám được tiếng lạo xạo hoặc là bệnh biến dạng chỉ hoặc là mấy cái triệu chứng kia, đặc điểm chắc chắn gãy xương là gây bịa hết, và không khám được đâu. Ở trên đùi các bạn khám được tiếng lạo xạo là bệnh nhân nó xịt thuốc liền, thì khám được trong phòng mổ thôi nha. Trước khi sau khi gây tê xong là bọn anh khám lại trước khi mổ, rồi mình khám là thấy biến dạng cái tiếng lạo xạo được, nhưng còn trên lâm sàng người ta bó bột lại rồi bạn khám gì nổi. Thứ hai là nếu mà đè mở bột ra khám thì bệnh nhân nó xỉu do đau liền nha. Đặc điểm cần chú ý, như ông hay viết bị bịa vô khám thì ông khám lật sách ra ghi đầy đủ mấy triệu chứng, mình nhân vô mở bệnh án rồi biết láo cho phát hiện cái này, tập trung với nó chú ý. Rồi các bạn còn hỏi nhau có gì không? Cái triệu chứng mà liệt đóng rối thần kinh như này á thì là khá là tương đối cũng hay gặp trong gãy xương đòn, mà nếu bệnh nhân bị liệt đóng rối thì đó giống như đại họa của họ, gần như cái chuyện mà liệt đóng rối nó ít khi nó phục hồi và chức năng của chi đó gần như là dương quá liệt tài, dương quá mất luôn cái tài, bùng thẳng nó mất hoàn toàn chức năng luôn. Và cái chuyện mà mình mổ để can thiệp để tái tạo lại cái chức năng của cánh tay đó cũng rất là hạn chế, và kỹ thuật mổ khó lắm. Một ca mổ trung bình mổ cái liệt đóng rối thần kinh tay một anh mổ khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Thứ hai thì anh sẽ có một ca mổ liệt đóng rối nhưng mà ca nó liệt không hoàn toàn, hy vọng là khoảng cỡ 4 tiếng là xong. Các bạn đeo kính mít kính hiển vi vô mà ngồi 4 tiếng không ăn không uống không đi vệ sinh từ 4 đến 6 tiếng, cho nên cái nghề phẫu thuật viên này nó ít nữ ít làm rồi nó cực lắm. Những ca mổ mà kỷ lục anh đến bây giờ là anh mổ từ 12 giờ khuya đến 10 giờ sáng, ngồi liên tục, ngồi từ 12 giờ khuya mổ cứu nổ nối cái bàn tay lại cho, mổ từ 12 giờ khuya bắt đầu gây tê đến 1 giờ bắt đầu làm là đến mở áo đi ra là 10 giờ sáng, mỗi xong là về nằm tới sáng mai dậy luôn. Những cái ca nó phức tạp mình phải làm lâu. Còn cái chuyện mà mổ thần kinh đám đấu thần kinh tay là mổ vi phẫu, mình đeo kính vô mình mổ mình nối thần kinh, cái thần kinh nó nhỏ lắm, cho nên mình nối từng sợi trục nó khoảng bằng này, nó bằng từng sợi trục nó bằng sợi
sợi len cái nó nhiều, giống như sợi len đó, đứa nào đang len biết, đang có len nó có nhiều cái sợi nhỏ, mà mỗi sợi nhỏ là một sợi trục, là mỗi phải nói là từng sợi trục nhỏ. Dùng cái chỉ 10 euro, chỉ 10 euro là cỡ cỡ bằng cái tơ nhện đó, nó bằng tơ nhện cũng gần tương đối đó. Tức là gần như mấy bạn không nhìn được bằng mắt thường, mắt đứa nào vinh lắm thì nhìn được, còn đứa nào không mà mờ đeo kính cận thì chịu luôn. Mình sẽ nói bằng những sợi chỉ đó, mình nói từng sợi đó. Ca mổ nó kéo dài khoảng cỡ từ 6-8 tiếng. Cho nên khuyên mấy đứa thì thôi đừng đi làm việc ngoại, ngoại làm việc cực tiền thì không bao nhiêu, nhiều biến chứng, nhiều rủi ro, làm mấy con lẻ đi. Làm da liễu này, mắt này, tai mũi họng này. Một đứa mà muốn định hướng nghề nghiệp lên gặp anh định hướng cho, anh định hướng cho mấy đứa đi khoa khác ấy này. Giờ ví dụ như bây giờ cái nghề hot bây giờ là gì? Thẩm mỹ với da liễu. Thì mấy bạn ra trường đi làm da liễu một tháng ít nhất, vừa làm vừa học mấy bạn kiếm ít nhất khoảng cỡ 20 triệu cho lên. Bà con bé sinh viên năm hồi xưa anh hướng dẫn nó thực tập đó, nó ra trường nó về, nó vô Sài Gòn nó học, vừa học vừa làm, ký hợp đồng 18 triệu, bây giờ chắc cũng cỡ 40-50 triệu tháng rồi. Còn mình làm mười mấy, mười hơn 10 năm, lương 10 triệu tháng, chưa tới. Đang đi suốt ngày. Rồi, mấy bạn có hỏi gì không? Hỏi đi, hỏi nhanh đi. Chiều rồi, chiều đi đám cưới nè. Nhanh như nào ăn hết, qua dụng, rửa bát. Trong lớp này có đứa nào đi ngoại không? Hồi xưa là anh hay dẫn sinh viên vô phòng mổ anh hướng dẫn, mà sau này dịch rồi phòng mổ gây khó khăn nữa thì nên ít. Từ có mấy chú sau mới có 6 chú sinh viên trường y mình nè, với lại bên kỹ thuật y dược học viện này, có 3 chú này học viện khoa anh ấy, mới đi được ngày qua cũng được. Nhưng nếu mà bạn xác định đi nghề ngoại thì từ đến khi học đến khi ra trường các bạn làm được cơ bản là khoảng cỡ 10 năm. Cảm ơn năm là bạn tự tin đứng mổ những ca đơn giản nha. Nào hỏi gì nè? Thầy cho em hỏi ạ. Nếu mà gãy xương đòn ấy, thì có nguy cơ khả năng mà xương đòn nó đâm vô đỉnh phổi không thầy? Có. Cho nên cái mà chỉ định phẫu thuật có một cái là gãy xương kèm có mảnh thứ ba. Và cái mảnh nó nguy cơ chọc thủng tổ chức bên dưới, nguy cơ gây ra biến chứng gặp thủng tổ chức bên dưới như đỉnh phổi hoặc là mạch máu dưới đòn nha. Những trường hợp mình chụp phim lên thấy có mảnh thứ ba mà nó dựng đứng ngang lại, nó đứng ngang nó dựng ngược lên thì nguy cơ đó nó sẽ chặt thủng bên dưới, thì mình bắt buộc phải mổ. Những trường hợp đó mình mổ nắng chỉnh mạnh nó lại. Cái nữa là có đấy, có những mấy ca trường hợp gãy xương đòn xong chụp phim lên nó xẹp phổi luôn, thì mình nghĩ đến cái chuyện mà cái mảnh gãy nó chọc thủng phổi thì mình mổ ra mình nắn chỉnh mảnh nó lại, vẫn lưu ngực chứ hả? Dạ em cảm ơn ạ. Hai lớp trưởng hai nam mới có đi làm ngoại không? Dạ có. Mình thích sao làm ngoại gì? Dạ thích ngoại chấn thương. Thích ngoại chấn thương anh. Ngoại chấn thương giờ khó xin lắm, dễ gì vô. Ngoại chấn thương giống như ngành hot, nhưng mà ngành hot cách đây khoảng cỡ 5 năm ấy, cách đây 5 năm. Cho nên cái lượng người đổ vào ngoại chấn thương cách đây 5 năm rất là nhiều rồi. Nên bây giờ gần như khoa ngoại chấn thương nào, bệnh viện nào, bệnh viện lớn cũng full hết. Những cái xúc về ngoại chấn thương ít lắm. Nhưng mà với lại giờ trừ đi thẩm mỹ là mới hot, nhưng còn ngoại chấn thương thì đói nha. Làm vì đam mê thì được, nếu còn làm vì mấy cái khác thì không nên. Sinh viên đó là đa phần nó thích ngoại chấn thương vậy,
làm vô nhìn thấy bộc lộ hết những độ ra, thấy huỳnh đá, thấy sướng sướng mắt nha. Mà hầu vô ngủ mày lắm, cực ngồi như hương cực lắm, đi cả đêm mà tối hôm qua anh trực còn ngồi. Học xong đi nội trú, đi nếu mà đi ngoại nội trú thì nội trú Huế hoặc nội trú Sài Gòn, nội trú Hà Nội cũng được. Học 3 năm nữa cho nó vững tay rồi đi làm. Mấy bạn sinh viên không ạ? Đừng có học, mấy bạn học xong ra trường đừng có xin việc liền, đừng có, không nên như vậy. Tùy từ trường hợp mấy bạn mà kinh tế mà khó khăn quá thì mình tính được hợp, còn nếu không học luôn, trường nào cũng được học luôn. Khi mấy bạn học luôn rồi á, thứ nhất là tay nghề bạn vững, cái thứ hai là các bạn có định hướng rõ ràng về cái tương lai của mình. Cái thứ ba là sau khi các bạn cầm bằng cấp đầy đủ, tay nghề bạn có, là các bạn deal được với lại thằng tuyển dụng nha. Còn bây giờ y học y 6 năm ra rồi, ăn xếp các bạn đi đâu, các bạn đi cho bạn hồi sức, thích ngoại nhưng cho về hồi sức cũng phải chịu, cho lên nội lão khoa những gì đó cũng phải chịu. Với các bạn bằng cấp là khó, cho mình đi học 2 đến 3 năm về chuyên khoa nữa, là mình ví dụ như em thích ngoại là em về ngoại thôi, em thích học chấn thương thì em về, em chỉ xin được vô chấn thương thôi, người ta sẽ ưu tiên những cái bạn sau đại học. Cái thứ hai là ví dụ như em xin đó là bệnh viện công, còn nói bệnh tư sẽ điều được điều lương được họ. Bây giờ em học 6 năm ra cái hợp đồng em giỏi lắm khoảng cỡ 10 triệu nha, 10 triệu sau em có làm 3 năm sau thì giỏi lắm tăng cho em lên khoảng 15 triệu nha. Mà trong năm, trong mấy năm, 5 năm 3 năm đó không cho em đi học đâu, bệnh viện tư họ không cho em đi học đâu. Trong khi một thằng ví dụ như bây giờ nó ra trường xong nó học, nó bỏ 3 năm học, nó có bằng nội trú, thì khi mà về bệnh viện điều lương với họ 3 năm sau nó bằng em đó, điều lương chắc chắn rồi, cao hơn em bèo nhất cũng phải 25 30 triệu nha. Thì khi đó là cái mức lương có thể gấp gấp rưỡi hoặc gấp đôi em, là một. Cái thứ hai là gì, nó có bằng cấp đầy đủ rồi, không cần đi học nữa. Còn trong khi em cứ bác sĩ nhất là chắc chắn em phải đứng sau, nên con đường đừng nghĩ là đi học nó lâu hơn, đi học nó nhanh hơn. Rồi, hỏi gì nữa không? Các bạn cứ cứ hỏi thoải mái. Còn nếu mà sau này ví dụ đi lâm sàng, sau này đi lâm sàng hoặc là làm việc có gì vướng mắc trong cái chuyện mà kiến thức hoặc thậm chí là những cái chuyện định hướng cho công việc hoặc là trong lâm sàng có vấn đề gì, thì các bạn cứ nhắn tin cho anh, nhắn tin vô Zalo cũng được, vô Facebook cũng được, anh sẽ trả lời với bạn bất cứ vấn đề gì từ làm việc, định hướng công việc, học tập hoặc đi lâm sàng có gì khúc mắc cứ hỏi, không có vấn đề gì hết. Anh không phải, anh không nghĩ anh là thầy hay gì hết, anh chỉ là anh đi hướng dẫn tụi em thôi. Thì em đi dạy bên trường này vẫn chẳng qua thỉnh giảng, thì bên trường nó không có người làm cho nên không có giảng viên sở hữu, cho nên anh hỗ trợ thêm bên trường thôi, thì cũng chẳng có lương lậu gì bên đó hết, nên thoải mái cứ là như đàn anh đàn em thôi. Anh mấy đứa hồi xưa đi thực tập cà phê cà pháo nhậu nhẹt bình thường, có vấn đề gì thoải mái nha, tự nhiên thoải mái, có vấn đề gì. Nhiều đứa cũng cái đoạn Facebook này, nếu có vấn đề gì cứ nhắn tin vô Facebook anh, anh sẽ trả lời với bạn kể cả từ công việc, học tập, làm việc, lâm sàng. Ví dụ sau này các bạn đi lâm sàng có vấn đề đi lâm sàng thắc mắc hoặc là điều dưỡng không thể mượn bệnh án hoặc là cái gì gì đó cứ cứ hỏi, anh sẽ rảnh không anh rảnh anh trả lời cho, không có vấn đề gì phải ngại ngùng mấy chuyện đó hết. Thì mình đi hồi xưa mình cũng hỏi nhiều người phía trên rồi, giờ mình đi mình biết mình trả lời lại cho mấy đứa em này, không có vấn đề gì phải ngại ngùng hết nha. Rồi Nguyên còn thắc mắc gì nữa không Nguyên? Xong chưa? Ok chưa? Dạ Rồi cứ học tiếp. anh cho em xin cái số Zalo với, có gì anh cho em xin cái bài này qua qua Zalo, với lại có gì em trao đổi thêm Zalo với anh. Em vô Facebook đi, vì Facebook anh có bài nên để tới hồi chuyển tiếp qua. Quý À dạ Lê, dạ Quý Lê. Em dạ đây dạ sẽ toàn cái bạn với sinh viên chắc tìm ra. Quý Lê, Quý Lê. dạ 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 cảm ơn. Về đi, mời kết thúc vậy. Rồi mấy bạn có, nếu mà mấy bạn trong thắc mắc gì thì cứ nhắn tin qua Facebook anh sau anh trả lời được.
ngày sợ ngày nay ngày mai hoặc là sau này các bạn đọc lại bài này hoặc trước khi thi có gì thắc mắc thì các bạn cứ nhắn tin anh sẽ trả lời với các bạn kể cả tất cả vấn đề về các bệnh trên ngoại chấn thương không không riêng gì hai bài này dạ yeah. Các bạn đi lâm sàng hoặc các bạn đọc bài về ngoại chấn thương các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ hỏi sau này anh sẽ ví dụ như đừng có gọi điện đừng có gọi vì nhiều lúc anh đang mổ là không nghe được bạn cứ nhắn tin khi nào rảnh anh sẽ trả lời thôi nha. Từ chuyện mổ sẽ thậm chí ví dụ người nhà em đau hoặc là em bị đau như thế này như nọ hoặc là em có vấn đề như thế vậy em không muốn gặp trực tiếp nhắn tin mình em cứ hỏi anh sẽ trả lời rồi thế đây dạ dạ anh cảm ơn anh nhiều kết thúc vậy anh chào rồi, xin chào mọi người. Thank you.